Thưa sư, là cái sala này mình xây dựng được bao lâu rồi hả sư? Dạ, ngôi sala này là xây dựng 12 năm rồi, khởi công năm 2005. Dạ, rồi hiện tới bây giờ là mình làm cái hạng mục nào cũng chưa có hoàn thành hả sư? Bây giờ đang xây dựng hay gì sư? Dạ, bây giờ là đang xây dựng mỗi ngày. Dạ, rồi mình chùa mình có thiếu kinh phí gì không mà xây tới mười mấy năm qua mà chưa có hoàn thành hả sư? Thì chùa ở đây thiếu kinh phí nhiều lắm, tại bà con Phật tử ở đây nó ít. Dạ dạ dạ. 600 hộ gia đình thôi. Dạ. Yeah. Lại cái Phật tử khó khăn thì nó cũng hơn phân nửa rồi. Dạ. Yeah. 600 hộ gia đình thì đi thành phố làm ăn thì chắc cỡ hơn phân nửa nữa. Dạ. Yeah. Yeah. Cái việc xây dựng thì nó hơi lâu. Bây giờ là ngôi sala này sư mình làm sư đấy mấy năm rồi, gần 10 năm hả sư hả? 12 năm. 12 năm rồi. Yeah. Sư. Rồi cái Phật Thích Ca sau lưng của sư đó bây giờ hiện tại mình đang thi công làm cái gì sư? Đúng rồi, thờ Phật Ca mỗi ngày đang làm. Dạ đang làm. Ngôi sala này bì nhài bì ngang như vậy sư, thấy rộng lớn sư. Bề dài thì 44 mét. 44 mét bì dài, dạ. Bì dài bề ngang thì 22 mét. Dạ bì ngang 22 mét. Có dự kiến là trở tới năm nào mới gọi cái ngôi sala nào không sư? Thì bây giờ là không có dự kiến được tại cái. Dạ. Cái không có đủ kinh phí, dạ. Dạ thì. Nếu có mình được nhiều quá thì mình làm hơi nhanh, nếu dạ. Làm hơi chậm. Rồi. Dạ. Thì tháng miền Tây đưa lên cho cô chú mạnh thường quân cũng như gần xa trong nước và ngoài nước có lòng hảo tâm. Bồ đề để muốn giúp chùa và để xây dựng ngôi sala sớm hoàn thành nhất chùa thì mong mọi người chung tay góp sức cùng nhà chùa mỗi người một ít để cho có kinh phí để tiếp tục xây cái ngôi sala này hoàn thành sớm hơn. Thì cũng sư cũng nói là không có chưa có khẳng định được là chừng nào mới rồi, chỉ có lòng hảo tâm của lòng hảo tâm gần giúp xa đỡ để có sớm nhất thôi, sớm nhất thôi chứ chưa có biết bởi vì người ta cúng dường bao nhiêu thì làm hết bao nhiêu rồi đó, đúng không có dư để đó thì cũng xin chúc sư nhiều sức khỏe ha. Dạ cảm ơn sư rất nhiều. Dạ. Rồi mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Hoàn Toàn TV. Và bữa nay kênh Hoàn Toàn TV đã có dịp qua chùa Đại Âm Phù thuộc về xã Thành Với, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Bữa nay mình có dịp qua đây mình review chiếc ghe ngò, ba chiếc ghe ngò của chùa Đại Âm Phù cho cô chú anh chị và các bạn theo dõi. Và Đại Âm Phù năm nay có sửa chữa hay là như thế nào thì mình đã có hỏi sư rồi, thì chùa Đại Âm Phù năm nay sẽ không có sửa chữa và Đại Âm Phù sẽ bơi chiếc ghe ngò đóng vào năm 2015 ha. Không có dạng gì sư không có mà sửa chữa chiếc ghe ngò nào hết ha cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ mình sẽ đến đây review chiếc ghe ngò này cho cô chú anh chị và các bạn xem. Và cô chú anh chị và các bạn xem kênh Hoàn Toàn TV, nhớ đăng ký kênh Hoàn Toàn TV ủng hộ mình. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Là nói chung năm nay sư nói chỉ là làm dầm bơi mới thôi ha, còn bất cứ cái khác thì sư nói là không có làm gì mới ha cô chú anh chị và các bạn. Sư chỉ đóng là nói chung là sư chỉ làm dầm bơi thôi đó. Bây giờ tôi xin mời cô chú anh chị và các bạn theo dõi clip của mình.